Hello, em xin chào cả nhà. Và để tiếp tục hôm nay thì thứ bảy, em giám đốc công ty Tuấn Bình Minh gọi em lên để tiếp tục bán chiếc xe Belarus 1025 có turbo. Thì chiếc xe này hôm trước cũng đã kêu bán rồi, nhưng người ta trả 175 triệu chủ không bán. Nhưng hôm nay thì tiếp tục giám đốc của công ty Phúc Khang kêu em lên thì tiếp tục hạ giá xuống, nếu như 180 thì sẽ bán chiếc xe này. Thì tất nhiên rồi, thì một khi chủ kêu bán thì tất cả người mua cũng phải trả giá, đúng không ạ? Để mặc cả, ai cũng vậy thôi, tiền nào của nấy. Thì còn Lê Tuấn thì đưa lên cho cả nhà chúng ta, rất mong cả nhà chúng ta coi như là ủng hộ. Bởi vì Lê Tuấn đã nói rồi, Lê Tuấn không biết gì về máy cày, chỉ đưa lên YouTube để cái nhịp cầu nối giữa cả nhà, giữa tất cả người mua và người bán. Nếu như ai mà có mấy cái cày mà muốn bán thì cũng quay kết Lazo qua số điện thoại 0394326198 để kết Lazo và quay đưa lên cho Lê Tuấn. Lê Tuấn sẽ bán giùm, bởi vì Lê Tuấn cũng bán được mấy cái rồi. Đấy, và rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho Lê Tuấn, và Lê Tuấn dẫn người đi và cũng đã mua bán được. Đấy, nhưng mà những cái chuyện mua bán thì Lê Tuấn không đưa lên, bởi vì nó rất nhạy cảm, bởi vì đôi khi là chủ thì kêu trên trời nhưng mà đến khi bán thì bán dưới đất. Đấy, cho nên là Lê Tuấn hiểu điều đó, cho nên là nhiều khi chủ người ta cũng không cần cho quay cái chuyện đó. Thì rất mong cả nhà thông cảm. Đấy, đúng không ạ? Đôi khi là kêu 10 nhưng mà bán có 7. Đấy là như vậy, thì bán có 5. Đấy, thì lời đầu tiên thì cũng cho phép Lê Tuấn xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc, luôn luôn mạnh khỏe để làm ăn trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Lúc này năm nay thì rất vất vả trong các năm, bởi vì từ đầu năm giờ này tất cả cái công ty Phúc Khang này này, với công ty Tuấn Bình Minh này này, là xe là bây giờ là nằm hết. Đấy, là chơi rác hôm nọ thì Lê Tuấn cũng quay rồi. Đấy, hồi là xúc hết rồi. Đấy, cứ xe ô tô đến là cứ xúc 30-40 tấn đi hết, thì hôm nay cũng không quản. Đấy, thì tất cả mọi cái là nằm chờ đây. Hôm nay là tháng thứ bảy, lúc này là 8:30. Đấy, xe đang nằm chờ đấy quý vị. Đấy, rất nhiều xe. Đấy, xe đang nằm chờ đấy, đều không có ai làm hết. Mới có 8 giờ, hôm nay giờ lên 8 giờ, nhưng mà đều ngưng hết. Đấy, thì chúng ta nói về một tí về cái thời buổi lúc này, là năm nay rất khó khăn quý vị. Bất động sản thì năm vừa rồi đã bị đứng, thì nó lôi kéo đến tất cả chúng ta, cũng như tất cả các nguồn cây cối, như máy cày, như anh em máy cày chúng ta thì tùy theo vùng miền, đúng không ạ? Có những vùng miền thì tùy để mua về mình sử dụng, nhưng mà riêng ở Trân Thành và Minh Hưng thì máy cày năm nay là rất thấp kém. Có khi ngày chạy được chuyến, 2 chuyến rồi về, rồi nằm chơi, chứ thực tế là không có công việc. Đấy, cho nên cũng mong cả nhà chúng ta cũng suy xét để xem mua máy cày nào hoặc như thế nào. Đấy, thì bây giờ chúng ta đi vào mục đích chính. Thì đây, chiếc xe này cũng đã đăng lên rồi. Đấy, đăng lên hôm trước rồi cho cả nhà rồi. Thì hôm nay đây thì quay lại một vẫn chiếc xe này, vẫn em nó, nhưng quay lại kỹ một tí. Đấy, thì đầu tiên chúng ta vào thì chiếc xe này là 2 cầu. Đấy, Belarus 1025 có turbo. Đấy, cầu coi như là Hyundai, cầu sau Hyundai, 11 tấn. Mọc thì dài 5 mét, cao 2,2 m, rộng 2,4 m. Đấy, là mọc sau, nói chung mọc sau là đang ngon, cha cũ. Và cái đầu của cabin màu đỏ. Đấy, nói về vành lốp là răng thì màu trắng. Thứ hai nữa là số thông số của vỏ là đi 18.430, vẫn như thường lệ. Đây, 14.430. Rồi, đấy. Thì chiếc xe của cabin nói chung là cũng đấy, thêm 5 tháng cũng đã phải mở, nhưng mà cũng tùy tiền nào của nấy. Đây, thì giờ chúng ta đi vào chi tiết, thì đây là turbo và tất cả các thứ đây. Nó là như vậy. Đấy, và bình hơi. Đây, kỹ, quay kỹ luôn cho cả nhà xem luôn. Đây. Bình hơi. Và thứ hai nữa là có thông số của ấy đây. Thông số của số máy đây. Đây, thông số của máy. Đây. Đây. Thế mà.
Đấy, trong rung đây, đây, rồi, rõ đây, rõ, cực kỳ rõ luôn. Rồi, 70, 16, 15 đây, 0, 1, 0, 15, đó. Rồi. Rồi, và tiếp tục thì chúng ta đi lại trước. Thì cầu trước đây thì đã tháo rồi, ông trai xài đi. Bởi vì không phải đường rừng, cho nên là tháo cái đó là bu lì, cái ngoài bu lì, cái gì? Lắp. Đấy. Tháo ra, cũng chả cần xài điện. Đây. Và cũng ở đây đường bằng, không cần phải xài điện. Đây, cầu này. Đấy. Có trợ lực luôn. Trợ lực luôn, tháo ra luôn. Không cần. Bánh thì to. Đấy. Bánh trước. Thông số của bánh trước là 10.0020. Đấy. Thông thường. Thì đằng này cũng bình thường, 4 máy. Máy thì nói chung thì đang cũng đang ngon lành. Đấy, đây, turbo. Cũng đẹp trai, Belarus. Thì tình hình nói về Belarus thì lúc này thì đã nghiêng về phía Nga. Đúng không ạ? Nga thì đang còn đánh tại Bakhmut. Đấy, và lúc này thì Belarus thì cũng là đàn em của Nga. Ukraine cũng là đàn em của Nga. Thế bây giờ đánh... Nga đánh Ukraine thì Belarus ở bên, thì một đằng phía đông và một đằng phía tây. Thế thì ông Belarus Shevchenko, tức là ông tổng thống, ông Nga, ông Putin ra lệnh là phải dậy quân và đưa toàn bộ vũ khí hạt nhân đấy, sang bên Belarus để hù NATO, và mọi cái coi như là đang rất phức tạp ở tại biên giới vùng Bakhmut, nơi chiến tranh đang xảy ra rất đáng liệt, rất nguy hiểm. Nói chung cũng mong là cầu mong đất nước Việt Nam mình được yên tâm cho chúng ta làm ăn. Thứ hai thì lúc này thì Biển Đông cũng đang dậy sóng, tàu cũng chiếm một mớ đảo của Việt Nam. Đấy. Nên là Việt Nam mình cũng không làm gì được tàu hết. Cho nên nhân tiện chuyến này thì ông trưởng bộ ngoại giao Mỹ Blinken, ông Blinken đã sang thăm Việt Nam hôm qua là ngày 16. Đấy, hôm nay ngày 16 này, hôm qua 15. Thì đã đặt chân và gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đấy. Thì chuyến đi này không biết như thế nào. Nhưng cũng mong làm sao mà để... nói thật với anh em là chơi với Trung Quốc là Việt Nam mình không làm ăn gì được hết. Đấy. Bây giờ là Trung Quốc có đóng cửa cái là gỗ lạt ván biết là không có làm ăn gì được. Mà chơi với nước ngoài, chơi với châu Âu, với Mỹ thì được. Thì kiếm ăn được. Rồi xe máy cày mình, rồi dân mình với ngon được. Đó là mình cũng tâm sự như vậy. Bởi vì mình chơi với tàu, mình làm ở đây, mình ngồi với tất cả giám đốc ở đây, giám đốc ở đây đều nói chuyện là bây giờ thằng Trung Quốc nó không mua ván nữa, cho nên là máy cày cũng thất nghiệp. Đấy. Rất khó khăn. Mong cả nhà cũng rất thông cảm. Chơi với Trung Quốc càng nguy hiểm. Trung Quốc có đè đầu gãy cổ Việt Nam hay không? Đấy. Cho nên mong cái chính sách của Việt Nam mình cũng như cái đường lối làm sao mà chỗ thoát ra khỏi đi vươn ra thị trường châu Âu và thế giới thì mình mới làm ăn được, quý vị. Đấy. Biết gì mai mốt vươn ra thế giới châu Âu thì mình không chạy máy cày nữa, mình chạy loại xe khác hàng cao cấp hơn. Đấy. Nói chung là cái hãng như Belarus đây này là cái loại này là của Nga với của Belarus của châu Âu này. Đây của Nga ngày xưa xuất sang Việt Nam mình đấy, chứ có gì đâu. Cái loại này bây giờ nó vứt hết rồi, loại này là sọt rác rồi. Đấy. Bây giờ bên nó là chạy cái loại mà khủng khiếp luôn. Đấy, bây giờ là mình lượm lặt về hết. Đấy, cái loại này là cái loại nó vứt số ở bên đó, mình đem về đấy. Đấy. Thế thôi. Vứt số bên đó. Đây, cái loại này là Ford 5000, cái này thì của công ty Tuấn Bình Minh. Đấy, cái này thì ok rồi, hai cái. Cái này thì không bán. Đấy, vì cái bà chủ này bà coi như là bà 6 cái, à bà 4 cái. Đấy, toàn là hãng. Đây. Đấy, thì tâm sự với cả nhà chúng ta hôm nay thứ bảy. Bây giờ tí nữa Lê Tuấn lên cổng Long Hoa. Rồi quay cổng Long Hoa, không biết hôm nay có gì không nhưng mà cũng lên một chút. Thì lên sóng cho cả nhà chúng ta xem, cả nhà chúng ta rất mong cả nhà chúng ta ủng hộ. Đấy, thì cái xe này là xe 5000, Ford 5000. Đây toàn phố không. Đây còn tất cả đóng cửa hết quý vị. Đóng cửa hết đây. Không có làm.
Để bây giờ mình nghe đi. Thành tôi cho tôi xuống. Đang quay. Ở trong này dịch nhiều chưa? Dịch gì? Dịch ấy, Covid. Đâu hết rồi chứ? Có gì đâu? Ủa? Thế hả? Ở ngoài Bắc đang có dịch lại này ở Hà Nội, Hải Phòng, này nhiều mấy trăm ca. Đúng rồi. Hôm qua thầy sư đã nói là bây giờ là tình hình dịch nó bùng phát lại đấy. Bắt đầu mới tuyên bố hôm qua thì nhưng mà cũng chưa đến đây, nhưng mà mới thành phố Hồ Chí Minh mới coi như ra lệnh để chuẩn bị cấm những chuyến bay người Bắc vào. Thứ hai nữa là thằng tàu nó đang chiếm Biển Đông nên là Covid ở ngoài Biển Đông nó chạy vào, nó bay vào. Mà nhất là Đồ Sơn là gần biển, gần Trung Quốc nên phải cẩn thận nhá. Nó chiếm một phát là nó đổ bộ vào Đồ Sơn, chắc là nó đánh Đồ Sơn luôn đấy. Đúng rồi, thì bây giờ là nó chiếm hết đảo ở đó mà mấy hôm nay mà chả thấy Việt Nam nói gì cả. Bên nước ngoài nó nói là bây giờ thằng Trung Quốc nó chiếm luôn hết Biển Đông của mình. Trong này mưa chưa? Trong này mới mưa được cơn mưa đầu tiên. Đây nước nè. Mưa to không ạ? Đây nước nhỏ mà.